Nói đi. Mấy bạn ơi, mai mình vai nữa với bạn. Rồi, biết hôm nay là bếp xếp Lego nha các bạn. Mấy Đó, bạn, bếp xếp đi. mai mình xếp video với bạn. Xếp cho các bạn coi nha. Mấy bạn Xếp coi. ra đây, xếp ra đây nè, xếp ra đây nè. Rồi đó, xếp đi. Các bạn coi nha, bếp xếp á. Máy nè, xếp đây nè, xếp đây nè, để ở đây nè. Để trong đó rồi xếp. Nói chuyện đi, hỏi các bạn có thấy không? Bé bẻ hai mười xếp bé bẻ. Hỏi các bạn có thấy biết xếp không? Bé bẻ chào mừng xếp với này với à phê đi coi đi. Ôi trời ơi. xếp lại đi, sao đâu. Bếp ngồi đây nè, bếp ngồi đây nè. Bếp qua đây nè, qua đây mà ngồi. Rồi, đó, xếp đi. Xin chào bác bạn, mai mình xếp với ngày bác bạn. Rồi. Bác bạn nhìn mình xếp bác bạn. Bác bạn ơi, bác bạn. Mà mình xếp mấy ngày. Bếp này bếp xếp gì à? Mà mình xếp mấy ngày à? À, xếp mấy ngày à? Bếp xếp đi. Nói chuyện với cha hay con? À. Xong chưa? Rồi, gần xong rồi. Wow. Thêm người nữa là xong rồi đó. Thêm người nữa là cho các bạn xem được rồi. Còn hai cái. Còn hai cái nữa. Chị ơi xuống. Rớt rồi hả? Này là gì vậy? Này là gì vậy bé? Hay quá. Rồi cho người đứng lên hả? Là xong rồi đúng không? Wow. Rồi đưa cho các bạn xem công trình Lego của bếp nè. Quá đẹp luôn. Rất là sáng tạo. Bye bye đi, bye bye đi. Hẹn gặp lại. Hẹn bye bye đi, bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye, mai gặp lại. Mai gặp lại nha.